Xin mình chào tất cả các bác. Thì hôm nay bên tháng ca chúng em là có đi xét cho xong các bác ở bạch chữ tiến thắng Mê Linh Hà Nội, à, gồm có bốn con vang Siso T3. Đấy, với lại bác có nhu cầu mua thêm một con mic UG10 và hai con 231, đọc chiếc 231. Đấy, và đây là nhân viên bên em đang setup cho bác. Nhà bác thì là có 5 bộ giảng đi cho thuê. Đám cưới. Nhà bác thì là gồm có 10 đôi bát kép và gì nhỉ? Kép 50. Bát 40. Bộ nhà bác thì thay những con vang này như kiểu thay linh hồn. Thì là đẩy nhà bác rất là khỏe. Nhìn hai hàng kênh. Trước đây thì nhà bác thì là có dùng âm ly để như kiểu là để chỉnh bát chỉnh chét ấy. Bây giờ thì nhà bác hay hết bằng nọc xì chỉnh cho nó dễ. Âm ly thì dùng nó phí, nó cái công suất của nó không dùng đến, mà chỉ dùng đến mỗi cái bát chét thôi thì nó phí, dùng như này nó hơi phí một chút. Thì bây giờ bác có nhu cầu mà thay sang nọc xì, bác quan sát đầu đĩa. Được rồi đấy, em xong 4 con. Và sau đây thì xin mời các bác nghe cái chất âm với lại cái tiếng echo gì vật với cả trong hú của nhân viên bên em setup. 1 2 3 4 5 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
em chẳng nên đâu sầu. Trời có đổ mưa ngâu, đôi ta chẳng tan vỡ. Sao biết tình đầu rất dễ chia lìa nhau, dễ chỉ vào trong bể sâu. Yêu nhau từ hồi nào, mấy mùa trăng lên cao, hiện ra sẽ mối duyên đầu, để tình đôi ta bên lâu. Mùa thu lá bay bay thật nhiều, kỷ niệm ca thương bấy nhiêu. Nếu tình đôi ta dỡ ra, anh hãy xem như là mãi sau cùng quên thế. Đôi lúc cuộc đời có lẽ không gặp nhau, em về theo trời mưa mau. Đôi lúc cuộc đời có lẽ không gặp nhau, em về theo trời mưa mau. Điều nào xóa tóc mắt.
vòng chân chân tay chân trên môi.